hello xin chào các bạn không biết là các bạn đã đi học về chưa hiện tại thì chị đã đang có mặt ở đây để có thể bắt đầu buổi chiều tối ngày hôm nay cùng với các em ở trong một đề bài tiếp theo dành cho đề nghị luận xã hội được không nào bởi vì chị biết rằng là có rất là nhiều bạn thì luôn luôn bị dối ở cái câu này và tốn rất là nhiều thời gian cho cái câu này Đúng không ạ? Ok, xin chào các bạn Được rồi, chị đã thấy là cái tinh thần học hành của 2K3 bây giờ có vẻ là cao thêm chút nữa rồi Bởi vì thời gian thì không bao giờ chờ đợi ai đúng không? Một ngày là trôi qua thì sẽ không bao giờ trở lại nữa Thế nên là cái tâm thế học hành bây giờ nó phải khác chứ, đúng không? Ok, xin chào các bạn Em lại đến đây. <laughs> ok, xin chào Kiều Diễm, xin chào em, xin chào Mai Phương. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau làm một đề tiếp theo nhá. Được không ạ? Chúng mình sẽ cùng với nhau làm một đề tiếp theo. Được không? Em nhớ giọng chị quá. Các bạn ơi, ở trong cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội của chị Hiên đấy thì có rất là nhiều đề hay, được không ạ? Đây chính là cái cuốn nhỏ bé xinh xẻo này các em ạ. Ở đây những bạn nào đã có cuốn này rồi, giơ tay chị xem nào. Ở trong cái cuốn xinh xẻo này thì có quá nhiều những cái đề hay. Tổng cộng ở trong này mình có tận 110 đề. Được không ạ? Những bạn nào đã sở hữu cuốn này rồi ạ? Nó xinh xẻo thực sự luôn ấy mà chị đã nhận được cái phản hồi rất 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 là tích cực từ các bạn khi mà các bạn sở hữu cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này. Các bạn bảo với chị rằng là từ ngày có cái cuốn sách này ấy là các bạn học nghị luận xã hội các bạn cảm thấy nó đơn giản hơn rất là nhiều và quan trọng là sau khi mà dùng cái cuốn sổ tay này xong bản thân em giúp ra được một cái điều đó chính là quan trọng nhất vẫn là cái quan điểm của mình và quan trọng nhất vẫn là mình phải thường xuyên cập nhật những cái thông tin để có thể có được những cái dẫn chứng phù hợp. À Kiều Diệm có rồi à Ok à, Cho chị một vài feedback đi nhở <laughs> Được không? Cho chị một vài feedback nào Kiều Diệm có rồi đúng không? Ok xin chào Lan Anh xin chào em À nếu như mà muốn mua Thì bây giờ cứ xem hết livestream đã Một lát nữa nhắn tin cho Admin fanpage học văn chị Hiên nhá Để có thể nhận thông tin và đăng ký sách Ngay lập tức dinh về để ôn ngay ôn ngay Xin Linh mua sách đi chị mình <laughs> Một lát nữa nhắn tin cho admin fanpage nhá được không ạ? À? Cuốn này thì hiện tại đang có giá là 149.000 Đó, có rất là nhiều bạn đã có cái cuốn này rồi Trời ơi, à 149.000 cho 110 đề ạ à. Cộng thêm với đó là mình có cả phần phương pháp mọi thứ luôn Bây giờ ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau làm một trong số những cái đề ở trong cái cuốn này luôn nhá Được không ạ? À? à, cuốn sách quá xịn luôn ấy lại một cái phản hồi rất là tích cực nữa cho team chào văn chị hiên cảm ơn các em nhá cảm ơn các bạn về về những cái phản hồi những cái feedback rất là tích cực nhớ là phải cố gắng đấy một cái niềm vui nho nhỏ mà chị hiên chia sẻ cùng với các bạn đó chính là lớp học ọp của chị hiên nhóm học ọp nho nhỏ của chị hiên tại hà nội đợt vừa rồi các bạn ấy kiểm tra giữa kỳ đạt cái kết quả rất là ok và nói chung là chị cảm thấy hạnh phúc lắm Khi mà các bạn ấy nói rằng là đó là cái số điểm mà các bạn ấy ao ước mà bây giờ các bạn ấy nhờ có chị giúp đỡ mà các bạn đấy đạt được. Chị thì chị nghĩ rằng là um, chị thì chị nghĩ rằng là chị chẳng giúp được gì các em cả. Tất cả là do bản thân các em nỗ lực và cố gắng thôi. Đúng không? Đó, thế nên là những bạn nào mà chưa sở hữu sách thì dinh ngay về nhá. Rồi ngày hôm nay chúng mình sẽ làm một cái đề. Đề này cũng có trong sách luôn ạ. À. Ok không nào? Rồi, đề của chúng mình sẽ là như thế này. Hạnh phúc là gì? hạnh phúc là gì đây là đề bài mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm ạ à thế à cảm ơn em rất nhiều nhá kiều diễm bài thi giữa kỳ em làm ổn hơn lời văn lưu loát dẫn kết ổn hơn À <laughs> học làm tốt lắm. Cảm ơn các bạn. Những cái phản hồi tích cực của các bạn chính là cái nguồn động lực vô cùng lớn lao để chị tiếp tục cố gắng hơn nữa đấy. Chị biết là giai đoạn này thì các bạn chưa học văn nhiều đâu, vì các bạn cảm thấy là bây giờ học văn vẫn còn sớm lắm. Nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là nếu như các em nghĩ là sớm thì nó là sớm. Mà nếu như các em nghĩ nó là muộn thì chắc chắn nó là đang muộn rồi. Mà chị thì chị luôn luôn muốn nói với các bạn rằng là các bạn hãy nghĩ rằng nó chỉ chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, tức là đã muộn rồi để chúng ta bắt đầu rồi đấy. Nên là các bạn phải học hành ngay từ hôm nay cho nó nghiêm túc đi, lên một cái kế hoạch học tập mọi thứ cho mình đi nhá. Rồi ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau giải quyết một cái đề bài. Đề bài này có tên gọi là hạnh phúc là gì? Và chúng ta sẽ viết một cái đoạn văn 200 chữ về cái đề bài này. Được không ạ? À? Rồi chị chào các bạn nhá. Các bạn nhanh chóng quay trở lại cùng với chị nhá. Ok không? Rồi, đề bài của chúng mình là hạnh phúc là gì? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu viết luôn nhé các em nhá. Bài làm. Bài làm. À, rõ ràng là đối với cái đề bài này á, nó là một cái đề bài rất là mở và không hạn định về cái suy nghĩ của chúng ta. Các bạn nghĩ như thế nào? Các bạn trình bày như vậy giúp chị. Được không ạ? À? Các em nghĩ như thế nào? Các bạn trình bày như vậy giúp cho chị. Ok không nào? Và cái câu hỏi được đặt ra ở đây là hạnh phúc là gì? Rồi các bạn ơi, à, nếu như mà là các bạn ý, thì các bạn nghĩ hạnh phúc là gì? À em chào chị ạ, à. hiện tại thì em lại chưa có thời gian thu xếp cho các bạn học sinh lớp 10 cơ chị ạ. À. Bây giờ chỉ có một số bạn em đã theo các bạn ấy được mấy năm rồi, thì em đang kèm các bạn ý thôi. Nên là chị thông cảm cho em nhá. <laughs> à, rồi các bạn ơi, nào! Đề bài của chúng mình bây giờ sẽ là hạnh phúc là gì? Rồi, chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu luôn nhá. Như thế này ạ. Chị sẽ trích một cái câu hát nhỏ xíu vào đây để coi như cái phần mở đoạn đó chính là Chị sẽ chấm chấm nhá. Có lúc tôi gục ngã. Có lúc tôi gục ngã. Được không? Nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du ok chưa ạ đến cái đó ạ nơi phù du Được không? Hoặc nếu như các bạn thấy dài quá Thì các bạn chỉ cần trích một cái câu rất là nhỏ Đó chính là gì ạ? À mà nào gì ạ? Hạnh phúc luôn bên mình Là điều nhỏ nhoi thường ngày Mà tôi tìm mãi nơi phù du Sau đó bắt đầu bắt vào Ok chưa ạ? Nhá, sau đó bắt đầu bắt vào Ok chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu bắt vào này À, câu hát Âm vang mãi âm vang mãi trong ta những giai điệu đẹp những giai điệu ý nghĩa những giai điệu ý nghĩa được không lời ca ấy chính là quan điểm về hạnh phúc của tôi ok chưa nào đi vào thẳng vấn đề và trở trả lời luôn ok chưa ạ nhá rồi lời ca ấy chính là quan niệm về hạnh phúc của tôi ok chưa các em về hạnh phúc của tôi xong nhá được không sau đó xong chuyển sang phần tiếp theo bắt đầu giải thích luôn vậy thì đối với bạn hạnh phúc thực sự là gì bây giờ mình cụ thể hóa mọi thứ ra đây giúp chị ok chưa ạ à đối với tôi hạnh phúc là sự bình an trong khoảnh khắc ở thực tại mỗi chúng ta ai cũng đều mong muốn có được hạnh phúc nhưng hầu hết chúng ta lại đang kiếm tìm những hạnh phúc ở không đúng nơi chúng ta thường nghĩ rằng hạnh phúc là số tiền ta kiếm được là địa vị ta phấn đấu tuy nhiên hạnh phúc lại là một thứ khác biệt hẳn đó chính là trạng thái tâm lý là giá trị tinh thần không thể đong đếm được bằng vật chất bạn thân mến, khi bạn vẫn đang miệt mài trên con đường danh lợi, nhìn về những mảnh đời, những số phận chưa giàu sang về vật chất, bạn đã nghĩ cuộc đời của họ thật khổ, chật vật và buồn đau. Nhưng bạn có biết rằng, họ luôn mỉm cười đối diện với cuộc sống khắc nghiệt, họ hạnh phúc giữa những bữa cơm cả nhà sum vầy, trong khi bạn vẫn đang mệt nhoài đi tìm kiếm hạnh phúc đích thực cho chính mình. Đó là cái phần giải thích và phân tích đây ạ, chúng ta bắt đầu giải thích nhé nhưng ở đây hãy bám vào quan điểm của chính em được không giải thích ở đây hạnh phúc là gì được không ạ à? hạnh phúc là gì được chưa rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu đó là đi phân tích ở đây trên các khía cạnh đúng không ạ à? có thể là đối với người khác hạnh phúc là như thế này nhưng đối với tôi hạnh phúc là như thế này và hạnh phúc đem lại cho tôi những cái giá trị như thế này đây là cái bài hỏi về quan điểm cá nhân của các em mà đúng không tức là người ta hỏi thẳng thắn các bạn cái này nó là cái gì thì các bạn nghĩ như thế nào các bạn hãy viết như vậy như chị đã nói rồi, quan trọng nhất là chúng ta viết được một cái đoạn văn mà nó phải đúng với những cái gì thuộc về cuộc sống của chúng ta. Bởi vì văn học và đời sống, nói như nhà văn Nguyễn Minh Châu ấy, thì văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người. Thế nên đôi khi chúng mình không cần phải nghĩ quá nhiều tới cái việc tô vẽ làm sao cho nó hay, tô vẽ làm sao cho nó màu mè. Mà chị thì chị nghĩ rằng là những cái gì mà nó chân thực, những cái gì mà nó chân thành ấy, thì bao giờ cũng sẽ rất là dễ để chạm vào trái tim của người khác Đặc biệt đối với một cái đề bài nó vô cùng gần gũi với các bạn như thế này Đó là hạnh phúc là gì Hãy đưa ra cho cho bạn đọc thấy những cái quan điểm Những cái quan niệm về giá trị của hạnh phúc Những cái gì ạ? À? Quan điểm của em Dù cho đó là những cái quan điểm nó rất là đơn giản Nhưng mà bản thân chị cũng nghĩ rằng là được Chúng ta được thể hiện cái quan điểm đó ra Đó đã là một cái loại hạnh phúc rồi Ok không nào? Lưu ý giúp chị về điều này nhá Sau khi mà chúng ta phân tích xong ấy Thì chúng ta bắt đầu đưa ra dẫn chứng nhá Được không nào? Thì ở trong cái phần dẫn chứng này chị đưa ra hai cái dẫn đưa ra à, một cái dẫn chứng như sau. Được không ạ? À? Như sau ạ. À. Đan Mạch được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Một trong những bí quyết của người Đan Mạch chính là lối sống theo phong cách Hugi, theo đuổi niềm vui, hạnh phúc theo những gì theo những điều giản dị không ngờ, khuyến khích con người tìm đến những niềm vui nho nhỏ từ những điều giản dị, tránh xa những ồn ào đông đúc huyên náo từ hoàn cảnh và nội tâm. Là vậy, hạnh phúc đâu khó kiếm tìm mà nó luôn hiện diện ngay tại đây, trong giờ phút này khi tôi đang hít thở thật sâu và nhận ra bao nhiêu điều tươi đẹp của cuộc sống. Liên hệ bản thân luôn ạ. Ok chưa nào? Liên hệ bản thân luôn ạ. Được không? Đấy, cái giá trị hạnh phúc của tôi tôi cảm nhận đó chính là gì ạ? Đó chính là mỗi ngày tôi được sống, tôi thức dậy tôi nhìn thấy bình minh và tôi hít một hơi thật sâu cảm nhận được cái giá trị đó. Ok không ạ? Sau đó liên hệ Mỗi người chúng ta sẽ có một định nghĩa riêng về hạnh phúc, mong rằng hạnh phúc sẽ đến theo cách mà bạn quan niệm. Với tôi, tôi luôn tin hạnh phúc là sự bình an trong khoảnh khắc ở thực tại. Hạnh phúc là khi người ta đang nghĩ mình hạnh phúc. Được không nào? Nhá, thì chúng ta liên hệ. Sau đó chúng ta kết thôi. Và đây ạ, à, chị dùng một cái câu kết cuối cùng đấy ạ. À. Các bạn có thấy không? Hạnh phúc là khi người ta đang nghĩ mình hạnh phúc chính là những cái cảm nhận trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày được không ạ đương nhiên như chị vẫn nói với cái đề bài này ấy, thì các bạn có thể làm theo rất là nhiều những cái cách viết khác nhau Chị không hạn định cũng không quy định các bạn rằng là các bạn phải viết giống như vậy Nhưng mà ý chị muốn nói đây là gì? Trong mỗi cái đoạn văn nghị luận xã hội thì các bạn luôn luôn phải có một cái lộ trình đúng Lộ trình đúng ở đây là các bạn giải thích cái vấn đề đó, các bạn phân tích bàn luận cái vấn đề đó Các bạn đưa ra dẫn chứng, các bạn liên hệ với bản thân các bạn và sau đó đưa ra một cái thông điệp Bởi vì đây là những cái bước sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự thuyết phục khi thể hiện cái quan điểm của mình thật ra bản thân chị thì thấy rằng là rõ ràng cái câu nghị luận xã hội này nó rất là gần với đời sống đôi khi các bạn có cảm thấy là các em muốn bày tỏ quan điểm về một cái vấn đề gì đó nhưng mà sau đấy thì các bạn lại cảm thấy rằng là mình không có đủ ngôn từ không có đủ bằng chứng không có đủ căn cứ và các bạn cảm thấy là mình rất là bị đuối lý trong cái câu chuyện đó <laughs> ý chị muốn nói ở đây không phải là mình tranh cãi đâu ạ mà bản thân chúng ta là gì chúng ta muốn bày tỏ được những cái quan điểm của chúng ta và những cái quan điểm đó là những cái quan điểm đúng đắn để cho mọi người qua cái lời giải thích của chúng ta có thể hiểu hơn và có thể tiến bộ hơn tốt hơn đúng không thế thì bản thân chị nghĩ rằng là cái câu nghị luận xã hội này nó mang một cái sứ mệnh như vậy ạ mang một cái sứ mệnh để đưa cái điểm nhìn của các bạn về đúng chỗ mang một cái sứ mệnh ở trong cái việc là đối với mỗi cái cách mà các bạn trình bày quan điểm nó cũng sẽ rõ ràng hơn thể hiện tư duy logic hơn khoa học hơn được không nào? Thế nên chị nghĩ rằng là để vừa làm mục đích đạt được hai điểm tối đa cho cái câu này, nhưng mục đích cao nhất của chúng mình vẫn sẽ là cố gắng để có thể uh, sau này diễn đạt mọi cái ý muốn, mọi cái gì ạ, à mọi cái quan điểm của chúng ta một cách uh, thẳng thắn nhất, rõ ràng nhất và để cho người đối phương đang nói chuyện với chúng ta hiểu được chúng ta đang trình bày về cái gì và thuyết phục bị thuyết phục bởi cái lập luận của chúng ta. Ok ông nào? Rồi, thế thì một trong những cái chiếc chìa khóa để các bạn có thể làm được điều này như chị đã nói Đó chính là cái cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhỏ bé xinh xắn này Nếu như bạn nào bây giờ mà muốn mua sách thì có thể nhắn tin ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên nhá Bởi vì hình như là trong kho sách cũng không còn nhiều đâu Ok chưa ạ? Chị hy vọng là cái cuốn sách này có thể là cái chiếc chìa khóa giúp cho các bạn mở ra được một cái thế giới mới Về cái việc là, ôi tôi làm sao để viết nghị luận xã hội tốt hơn đây được chưa nào? Còn nếu như bạn nào muốn chị tư vấn thêm thì các em cũng có thể nhắn tin về fanpage nhá. Ngày hôm nay chị cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia vào cái buổi tiếp theo này cùng với chị nói về 15 phút cùng bàn về nghị luận xã hội. Sớm thôi, chúng mình sẽ quay trở lại cùng với nhau ở trong phần phát trực tiếp tiếp theo nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Bye bye!